Rồi, cảm ơn quý anh chị em đã quay trở lại với Xưởng Gỗ Một Gia Đình nha. Hôm nay mọi người thấy không? Hôm nay mình cầm nghề rất là hoành tráng lệ, phải không ạ? Thì mọi người có thể biết là bộ này là chất cây của nó là cây lim đen, nghe tây, muồng tím, còng. Nhưng mà được cái là cái vân của nó lên rất là sắc nét nha mọi người. Đó, một nhóm hai thôi, để cho mọi người xem. Đó, cái con này là con nghê nguyên khối nha mọi người. Nghê nguyên khối. Do vậy ấy, là sở hữu cái dòng cây nó vừa đen xong rồi nó vân nó lên đấy mọi người thấy không? Lên rất là đẹp nha, con nghê lên rất là đẹp nha mọi người. Và không chỉ chẹm một mặt đâu nha mọi người, con nghê này nó sẽ đục hai mặt và nó rất là cao nha, mình sẽ đo chiều cao cho mọi người xem này. Đó, mọi người thấy không? Con nghê này nó sẽ cao đây. Đây. Đó, mọi người thấy không? Con nghê này sẽ cao cao 29 nha mọi người thấy không? Rất là cao nha mọi người. Và cái bản cây của nó à, đó, là bản 12 luôn nha mọi người, chứ không phải là bản 10, bản 12 luôn. Do vậy tay của nó rất là bự, tay cột này cũng là cột 12 nha mọi người. Và phía trên đó thì mình sẽ chạm là chạm nghĩa đỉnh này. Đó, cái tó này nó sẽ keo là keo 26,5 nha mọi người thấy không? Tó này nha mọi người, tó này cũng là tó đặc, tức là xài nguyên khối không ghép để cho mọi người xem luôn này. Hàng này là 100% là xài hàng không ghép hết mọi người thấy không? Nhìn đây tưởng là ghép nhưng mà thực chất ra không phải đâu nha mọi người. Đừng ghép thì nó sẽ không có chạy vòng lên vòng xuống như vậy. Đó. Đừng ghép thì nó sẽ ngang thẳng luôn. Đó. Còn đây này là vân cây tự nhiên. Đó. Vân cây tự nhiên nha mọi người. Do vậy một bộ tay 12 chơi tay lân khối và lên vân rất đẹp thì mọi người có thể thấy là rất là đáng đồng tiền phải không ạ? Giá của nó chỉ có 25.800.000 thôi nha mọi người. 25.800.000 là mọi người đã sở hữu được một bộ tay lân rất là đẹp nha mọi người. Bên cạnh đó là các cái phần mặt bàn, mặt ghế của nó đều là mặt hai phân liền hết nha mọi người. Hai phân liền hết, lên rất là đẹp không ạ? Phần mọi người để ý thêm nha, cái phần yếm ấy, của những cái bộ bình thường ấy thì mọi người có thể thấy là nó làm thường là thẳng ra phải không ạ? Nhưng mà riêng bộ này thì mình có thể thấy là nó sẽ lượn, lượn nha mọi người, tức là mặt lượn, yếm ở dưới cũng lượn, làm theo y hệt hàng cao cấp nha mọi người. Mọi người có thể thấy không? Mặt trên, mặt dưới đều lượn hết, rất là nghệ thuật phải không ạ? Đây, cho mọi người xem qua thêm cái mặt bàn bên này này. Đó. Mặt bàn bên này mọi người thấy không? Nó cũng lượn như vậy luôn, lượn trên, lượn xuống luôn nha mọi người. Rất là đẹp. Và cái vân này là vân tự nhiên của nó nha mọi người, bên mình không vẽ. Tại vì cái dòng này là dòng vân tự nhiên, không vẽ. Đây mình sẽ cho mọi người xem nha. Ở đây mình sẽ có hai cái đường này. Đó. Và cái ở dưới nó cũng sẽ y như vậy luôn nha mọi người. Đây là cái phần ở phía dưới nha. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ có hai đường song song mà chạy. Nên vân rất là đẹp nha mọi người. Và bên cạnh đó là hàng nhà mình xài hoàn toàn là mộng mẹo hết. Mọi người thấy không? Làm mộng sâu. Là mộng sâu nha mọi người, chứ không phải là mộng nông. Tại vì cái hàng này á, ngoài cái sản khuôn khúc này, cái sản phẩm này á, thì có rất là nhiều người làm. Và nó cũng có cái kiểu, một cái dạng nữa, nó là mọi người có thể thấy là nó là muồng vàng. Nó cũng khá né né giống cái này nha mọi người. Thẳng qua là cái kia nó là màu vàng thôi. Còn cái này là muồng tím hay là metin thì nó vân nó đen, nhưng mà nó né né giống cái thằng muồng vàng. Nhưng mà thằng này được cái là cái mối mọt của nó chống. Bên mình xử lý mối mọt hết rồi nha mọi người. Còn thằng muồng vàng ấy là mọt của nó khá là nhiều. Do vậy thường nếu mà ai bị mọt thì mọi người hãy coi lại xem là họ bán cái sản phẩm đó là cây gì. Đó, còn bên mình bán cây này là cây me tây, lim đen, muồng tím. Đó. Và mình sản xuất năm nay là năm thứ 10 rồi nha mọi người. Chưa thấy báo cáo về là bị mọt. Lên rất là đẹp phải không ạ? Và đây, cái dáng ghế thì mọi người có thể thấy thêm là mình bên nhà mình làm ấy, là những cái tựa này lúc nào nó cũng là tựa cong nha. Tựa cong, do vậy khi mọi người ngồi xuống ấy, thì nó sẽ ôm lưng về. Ôm cái lưng này. Đó. Rất là thoải mái nha mọi người. Hàng làm mộng mẹo đầy đủ hết nha. Mình sẽ cho mọi người xem mộng ở dưới cái phần cái con này luôn này. Đó, mọi người thấy không? Hoàn toàn là mộng sâu hết nha mọi người. Là mộng rất là sâu. Tựa ghế cũng phải là mộng. Do vậy mọi người mới xài được 2-30 năm là chuyện bình thường.
hàng này xài 20-30 năm là rất là ok nha. Tại vì sao? Mình làm đúng kỹ thuật, đúng chất cây, do vậy mọi người có thể yên tâm xài. Và cái hàng này thì như mình nói là nó chỉ là nhóm 2. Đây cho mọi người xem này, nó còn sẽ có một số xíu lỗ như vậy. Tức là sao? Mà tại vì cái cây này thì nó là cây tự nhiên. Cây này là cây tự nhiên me tây nha mọi người. Mọi người thấy không? Nó còn chút lỗ như vậy. Nhưng mà bên mình sẽ xử lý lại. Xử lý lại thì mọi người xài những cái bộ này bây giờ nó rất là an tâm nha. Mình xin được báo kích thước của sản phẩm này nha. Với hai cái con ấy, thì chiều ngang của nó là 95, sâu là 72. Còn cái dài này là 1m97, sâu 6, sâu 72. Và cái bàn này thì chiều ngang của nó là, chiều dài của nó là 1m4, sâu là 67. Cuối cùng là hai cái đôn, nó sẽ là 50 vuông nha mọi người. Và những cái sản phẩm này bên mình giao từ Huế đến Cà Mau, miễn phí vận chuyển trong vòng 40 km. Và đặc biệt hơn là giao tới không giống mô tả. Mọi người cứ trả hàng hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Xin lỗi lại mọi người là giao tới mà không giống mô tả thì mọi người trả hàng hoàn toàn miễn phí. Rồi, nếu thấy clip của mình hay thì mọi người có thể ấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và chào tất cả mọi người.